Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Thành, kính thưa các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp. Sau đây em xin được trình bày bài chẩn đoán và điều trị bí tiểu cấp. Trước tiên thì xin được nhắc qua về giải phẫu và sinh lý của quá trình đi tiểu để mọi người nắm lại một chút về các thành phần tham gia của quá trình tiểu tiện và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiểu tiện. Đầu tiên là chúng ta chú ý đến các cái bàng quang là cái cơ quan rỗng có thể tích chứa trung bình khoảng tối đa khoảng 500 và đôi khi có thể kéo lên đến 1 lít nước tiểu. Ở bàng quang thì có các cái cơ chóp bàng quang là tham gia tống xuất nước tiểu, cái cơ chính là tham gia tống xuất nước tiểu. Rồi ngoài ra có các cái thành phần như là niệu đạo. Cổ bàng quang, ở bên trong cổ bàng quang có cơ thắt niệu đạo, cơ thắt trong và bên ngoài có cơ thắt ngoài. Các cái thần kinh tham gia vào quá trình chỉ huy, các cái thành phần này gồm có thần kinh chậu thuộc hệ thần kinh phó giao cảm chỉ huy cơ chóp bàng quang, thần kinh hạ vị thuộc hệ thần kinh phó giao cảm chỉ huy cơ thắt trong, thần kinh thẹn thuộc hệ thần kinh bản thể chỉ huy cơ thắt ngoài. Các cái thần kinh như thần kinh chậu thì có nguyên ủy là ở S2, S3. Các thần kinh phó giao cảm, thần kinh hạ vị có nguyên ủy là L2. Các thần kinh thẹn chỉ huy cơ thắt ngoài có nguyên ủy là L5, S1. Đây là cái lược đồ của cái quá trình đi tiểu. Đầu tiên là hiện tượng có cái bàng quang được chữ đầy và căng lên thì có các cái thần kinh cảm nhận áp suất là sợi A delta sẽ báo cái cảm nhận áp suất lên tủy sống cùng sẽ báo lên trên vùng PAG ở trên cầu não, sau đó báo lên trên vùng trung tâm kiểm soát tiểu tiện thuộc mủng thái dương. Cái vùng này là cái vùng xã hội học rất là quan trọng. Vùng này nó quyết định các yếu tố, ví dụ như sau khi mà thấy báo lên cái cảm giác mất tiểu thì, và ở đây người ta thấy quyết định là thời điểm, không gian, thời gian thuận lợi cho quá trình đi tiểu thì bắt đầu vùng này mới đánh tín hiệu ức chế lại vùng PMC ở cầu não, để vùng PMC coi như là cái vùng công tắc on off của quá trình đi tiểu, lúc này đã bị ức chế và bắt đầu hình thành một phản xạ của bãi đái. Đó, đây là hình tiếp theo. Trong quá trình tiểu tiện thì gồm có hai pha, thì có pha đổ đầy, thì đó là cái pha khi bàng quang rỗng thì cơ chóp bàng quang được thư giãn của bàng quang và cơ thắt ngoài luôn luôn đóng chặt. Các cái receptor cảm nhận sức căng ở cơ chóp bàng quang để đưa tín hiệu đến trung tâm tủy sống cùng qua sợi A delta như vừa rồi đã nhắc. Có thần kinh phó giao cảm khởi động tín hiệu ức chế cơ chóp bàng quang. Tiếp theo, khi pha đổ đầy khi đã được tín hiệu đổ đầy báo lên trên não thì trên vùng thái dương, vùng chỉ huy trung tâm quyết định việc tiểu tiện đánh tín hiệu đến thực hiện pha tống xuất. Pha tống xuất là cơ thắt trong thư giãn, co cơ chóp bàng quang, cơ chóp bàng quang là co, mở cơ thắt ngoài và cổ bàng quang mở, lúc này đã hình thành một phản xạ của một bãi đái. Về tổng quan thì bí tiểu cấp là một tình trạng một người không thể làm trống hoàn toàn bàng quang của mình hoặc không thể đi tiểu được. Bí tiểu có thể kéo dài mạn tính hoặc có thể xảy ra đột ngột, gọi là cấp tính. Bí tiểu cấp thường hay gặp ở nam giới. Tại sao hay gặp? Là bởi vì nam giới thường có cái phì đại lành tính tuyến tiền liệt, nhất là những người nam giới cao tuổi. Tỷ lệ thì tăng dần theo tuổi, xảy ra thường xuyên nhất ở nam giới trên 60 tuổi. Trong các nghiên cứu người ta thấy rằng ở nam giới trên 60 tuổi tỷ lệ phì đại lành tính tuyến liệt thường gặp khoảng 68%. Trong khoảng thời gian 5 năm thì khoảng 10% nam giới trên 70 tuổi và gần 1/3 nam giới ở độ tuổi trên 80 sẽ xuất hiện bí tiểu cấp. Bí tiểu cấp là nguyên nhân cấp cứu tiết niệu phổ biến nhất. Bí tiểu cấp thường là biến chứng theo sau tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Bí tiểu cấp làm tình trạng bí tiểu diễn ra đột ngột. Người bệnh muốn đi tiểu nhưng không thể đi được. Bí tiểu cấp gây ra tức bụng và đau bụng dưới. Người bệnh không giải phóng được nước tiểu kéo dài, tái đi tái lại nhiều lần làm ứ động nước tiểu, có thể gây ra nhiễm viêm nhiễm bàng quang, gây ảnh hưởng chức năng thận, thậm chí suy thận.
bệnh nhân cần đến bệnh viện cấp cứu càng sớm càng tốt. Các triệu chứng để chẩn đoán gồm có bí tiểu cấp gây đau dữ dội ở phần bụng dưới, căng đầy. Người bệnh cảm thấy cần đi tiểu gấp nhưng không thể đi được. Lưu ý một số trường hợp cũng có thể gây đau bụng dưới và có cũng có thể khối ở trên, có sờ thấy khối ở trên bụng, gồm có bệnh nhân có rối loạn cảm giác hoặc các cái bệnh lý rối loạn về thần kinh. Bí tiểu cấp thì gây đau vùng tiểu khung, đồng thời không thể đi tiểu tiện được thì cũng, và có bệnh nhân có cảm giác là khó chịu, đau rát bàng quang, đặc biệt đi kèm với viêm cấp hoặc là viêm mạn tính bàng quang. Ngoài ra cần chú ý một số trường hợp bí tiểu cấp được phát hiện ở bệnh nhân thấy tăng huyết áp bất thường ở bệnh nhân hôn mê, thấy bệnh nhân rỗi rụa thì có thể đôi khi lúc ta cần phải thăm khám để sờ cái cầu bàng quang xem có bị bí tiểu hay không. Bí tiểu cấp là một tình trạng có tỷ lệ gia tăng theo tuổi, theo các cái báo cáo thì thấy tỷ lệ đạt khoảng 12,2 trên 1.000 bệnh nhân ở lứa tuổi 80 đến 83. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bí tiểu cấp, trong đó thì có tắc nghẽn đường ra. Tắc nghẽn đường ra phổ biến nhất là do phì đại lành tính tuyến tiền liệt, suy giảm chức năng thần kinh, như vừa rồi chúng tôi đã trình bày về các cái yếu tố thần kinh tham gia, từ thần kinh ngoại vi đến thần kinh ở trên tủy sống và đến trên thần kinh ở đến vỏ não để tham gia quá trình tiểu tiện. Một nguyên nhân nữa là cơ chóp bàng quang hoạt động không hiệu quả. Một nguyên nhân nữa là thuốc gây ra bí tiểu cấp, các cái thuốc nội khoa dùng thì có thể gây ra bí tiểu cấp. Tình trạng nữa là nhiễm trùng có thể gây ra bí tiểu cấp. Ngoài ra một nhóm nguyên nhân nữa hay gặp nữa là chấn thương vùng chậu và hoặc niệu đạo hoặc dương vật có thể gây ra bí tiểu cấp. Đối với các cái nguyên nhân bí tiểu cấp do phì đại lành tính tiền liệt thì người ta thấy khi ở đây là bên cái hình bên trái này là cái tiền liệt tuyến bình thường thì niệu đạo của bệnh nhân rất là thông thoáng, nên có quá trình đi tiểu tiện dễ dàng. Đối với bệnh nhân phì đại lành tính tuyến tiền liệt thì tuyến tiền liệt chèn nẹp, phì đại chèn ép vào niệu đạo gây ra tình trạng bí tiểu cho bệnh nhân. Nguyên nhân tắc nghẽn đường ra thì sự tắc nghẽn đột ngột toàn phần sẽ gây ra bí tiểu cấp. Sự tắc nghẽn chậm chạp, tiến triển từ từ, tắc nghẽn một phần sẽ gây ra bí tiểu mạn. Cái này rất hay gặp ở bệnh nhân phì đại hoặc là tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Bệnh nhân đã dùng nạp quen với cái tình trạng bí tiểu đi đái khó rồi nên bệnh nhân không nhận ra mình bị bí tiểu. Thường xuất hiện là khi tự nhiên bệnh nhân phàn nàn là có nước tiểu tự xì dò ra quần, tức là tiểu không kiểm soát, thì lúc này chúng ta cần thăm khám để xem có cầu bàng quang hay không. Các cái nguyên nhân hay gây ra tắc nghẽn như vừa nói là có thể sỏi đường tiết niệu, ví dụ như sỏi bàng quang hoặc sỏi niệu quản, hoặc sỏi niệu đạo. Các cái nguyên nhân khác như hẹp niệu đạo, sơ hẹp cổ bàng quang, phì đại lành tính tuyến tiền liệt chỉ thường gặp ở nam giới, hoặc là khối u ở xương chậu hoặc là trực tràng cũng có thể gây ra tắc nghẽn đường ra ở bàng quang. Nhóm nguyên nhân thứ hai, nguyên nhân do thuốc. Một số thuốc có thể làm giảm khả năng ép nước tiểu ra ngoài hoặc làm co thắt cơ vòng bên trong bàng quang. Các cái thuốc gồm như có thuốc kháng histamine cũng có nguy cơ gây ra bí đái. Các cái thuốc kích thích beta giao cảm, ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân có bệnh lý về cần phải dùng thuốc giãn phế quản chẳng hạn, cũng hay gây ra triệu chứng bí đái. Đối với các cái thuốc điều trị Parkinson cũng có thể gây ra bí đái cấp. Thuốc giãn cơ, thuốc chống viêm không steroid và một số thuốc loạn thần hoặc là ma túy cũng có thể gây ra bí đái cấp. Nhóm nguyên nhân thứ ba, nhóm nguyên nhân nhiễm trùng thì một số bệnh nhiễm trùng và viêm cũng có thể gây ra bí tiểu. Ví dụ ở nam giới thì hay gặp bệnh nhân bệnh lý viêm tuyến tiền liệt, áp xe tuyến tiền liệt. Ở phụ nữ thì viêm âm hộ cấp tính, ở cả hai giới hay gặp là viêm bàng quang, nhiễm virus herpes simplex, áp xe quanh niệu đạo cũng có thể gây ra bí tiểu cấp. Nhóm nguyên nhân thứ tư là các cái nhóm nguyên nhân về vấn đề thần kinh, ví dụ như tai biến mạch não, đột quỵ, chấn thương não hoặc tủy sống. Những cái nhóm nguyên nhân về chấn thương não hoặc là tủy sống này thường là khắc phục cái triệu chứng bí tiểu cấp thì thường là rất là khó khăn, thông thường rất cần phải đặt thông tiểu ngắt quãng liên lâu dài. Bệnh đa xơ cứng, bệnh Parkinson. Một nhóm nguyên nhân cũng hay gặp nữa là tác dụng phụ sau phẫu thuật.
sau phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật thay khớp háng hoặc phẫu thuật cột sống hoặc là phẫu thuật ở vùng chậu có thể bị bí tiểu tạm thời. Tuy nhiên cái nhóm này chỉ cần đặt thông tiểu thời gian ngắn trong vài tiếng là có thể là bệnh nhân rút thông tiểu là có thể bệnh nhân hồi phục được quá trình tiểu tiện như bình thường. Người ta thấy các bí tiểu cấp là cái biến chứng nghiêm trọng của phi đại lành tính tuyến tiền liệt. Thì các yếu tố dự báo nguy cơ của bí tiểu cấp gồm có rất nhiều yếu tố, gồm như là tiền sử có bí tiểu cấp thì có nguy cơ rất là cao bí tiểu cấp lại. Có các triệu chứng rối loạn tiểu tiện, đái khó, ngắt quãng, nhất là các triệu chứng tắc nghẽn đường tiểu nghiêm trọng thì cũng có nguy cơ bí tiểu cấp. Có lưu lượng đỉnh dòng tiểu thấp thì cũng có nguy cơ gây ra bí tiểu cấp. Có thể tích nước tiểu tồn dư lớn cũng có thể gây ra bí tiểu cấp. Có chỉ số PSA huyết thanh cao ở trong bệnh nhân phi đại lành tính tuyến tiền liệt thì có thể gây ra bí tiểu cấp, cũng là nguy cơ. Bệnh nhân cao tuổi hoặc là đáp ứng với các điều trị triệu chứng kém thì cũng có thể gây ra bí tiểu cấp. Đây là các cái biến chứng mà đối với biến chứng bí tiểu cấp là biến chứng làm bệnh nhân rất là sợ, mỗi khi của bệnh nhân phi đại lành tính tuyến liệt rất là sợ khi gặp phải biến chứng bí tiểu cấp. Theo Hiệp hội Bác sĩ Gia đình Mỹ năm 2018 thì có hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn xử trí bí tiểu cấp sau khi chẩn đoán xác định, gồm như là thăm khám lâm sàng, có thể sử dụng một số các biện pháp cận lâm sàng như là siêu âm đo đánh giá nước tiểu tồn dư hoặc là đo thể tích bàng quang để xác định việc bí đái. Sau đó thì tiếp cận thứ hai là tiếp cận đến việc là xử trí trên đường niệu đạo, có thể xem xét cái việc đặt thông tiểu. Xem xét thì dựa trên các yếu tố, dựa vào bệnh sử, đối với các cái nhóm bệnh lý cần chống chỉ định với đặt thông tiểu như là, hoặc là khó khăn trong việc đặt thông tiểu như là bệnh lý hẹp niệu đạo, hẹp cổ, sơ hẹp cổ bàng quang, hoặc là mới phẫu thuật về bàng quang, phẫu thuật về niệu đạo, hoặc là phẫu chấn thương ở vùng chậu và xương chậu. Sau đó thì người ta, nếu mà các cái nhóm mà có khó khăn trong việc đặt thông tiểu hoặc là chống chỉ định thông tiểu thì lúc này cần phải hội chẩn với lại các cái chuyên gia về tiết niệu. Còn khi mà tiếp cận về cái đặt là cái đường giải áp cho đường cái bàng quang này bằng niệu đạo thì người ta sẽ, nếu có thể thuận lợi thì người ta xem xét tiến hành đặt cái thông tiểu. Kích thước thông tiểu thường 16 đến 18 French. Cái này, đặt thông tiểu này thì đối với một số trường hợp thì cũng nên chọn các cái thông tiểu từ 16 F này cho nó đỡ tổn thương đến niệu đạo. Còn trong trường hợp những cái bệnh nhân mà mình được xác định tiền sử cũ là có bệnh nhân là có phi đại lành tính tuyến liệt thì đôi khi phải lựa chọn cái kích thước sông nó to hơn một chút, từ khoảng 20 chẳng hạn, để cho dễ dàng trong quá trình đặt thông tiểu. Cách tiếp cận tiếp theo là khi đặt thông tiểu mà thất bại thì cũng cần phải hội chẩn với lại chuyên khoa về niệu học, các bác sĩ về niệu học. Tiếp theo, sau khi đặt thông tiểu thì người ta để tiến hành là lưu giữ thông tiểu khoảng 3 ngày. Trong quá trình lưu giữ thông tiểu thì người ta tiến hành cho thuốc chẹn alpha blocker, tức là nhóm alpha blocker này gồm có một số thuốc như là trên thị trường hiện nay có như tamsulosin chẳng hạn, anfuzosin. Ngoài ra thì xem xét là ngừng ngay các cái thuốc mà gây ra cái tình trạng bí tiểu cấp như vừa các trong cái phần nguyên nhân bí tiểu cấp vừa nãy tôi đã trình bày. Tiếp tục là thử, quá trình thử nghiệm rút thử thông tiểu ra, thử nghiệm xem bệnh nhân có đi tiểu được không. Nếu đi tiểu được thì có thể tiếp tục theo dõi chờ đợi và lựa chọn phương pháp điều trị tốt nhất đối với bệnh nhân trong tùy trường hợp. Trường hợp mà thông tiểu mà đặt mà gây khó chịu cho bệnh nhân thì có thể thay thế lại thông tiểu khác, vì đôi khi các cái chất liệu thông tiểu nó gây khó chịu cho bệnh nhân thì có thể thay thế thông tiểu khác. Rồi sau đó thì hội chẩn tiếp, chờ đợi trong khoảng 2 đến 3 tuần để trao đổi với lại các cái chuyên gia về tiết niệu để xem xét cái phương hướng xử trí thích hợp cho bệnh nhân. Tiếp theo là điều trị, cũng là cái slide nói về các điều trị giai đoạn cấp. Giai đoạn cấp của bí tiểu cấp thì người ta sẽ đặt thông tiểu niệu đạo, thế làm đầu tiên là phương pháp là giải áp cho bàng quang bằng cách là đặt thông ống thông, xem xét việc đặt ống thông niệu đạo và chú ý các cái chống chỉ định như vừa nãy tôi đã nói, ví dụ như là sơ hẹp cổ bàng quang, hẹp niệu đạo, mới phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt hoặc là vừa phẫu thuật tuyến tiền liệt thì cũng cần phải chú ý cái việc đặt thông tiểu này khá là khó. Tiếp theo là chấn thương niệu đạo hoặc là chấn thương
ở vùng tầng sinh môn hoặc là vùng chậu cũng là rất là khó khăn, cần phải hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa. Cái việc đặt ống thông địa đạo cần trong cái trường hợp như viêm tuyến tiền liệt cũng cần hết sức chú ý một tí. Ngoài ra nếu mà không đặt ống thông địa đạo thất bại thì có thể xem xét việc dẫn lưu trên xương mu. Dẫn lưu trên xương mu thì cái này là thuộc lĩnh vực của bác sĩ chuyên khoa ngoại tiết niệu. Giai đoạn tiếp theo là sau khi điều trị giải áp cho bằng quang thì tiến hành đồng thời là điều trị nội khoa, thì thuốc kháng sinh nên cho một cái thuốc kháng sinh, một số thuốc để điều trị nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm tuyến tiền liệt hoặc viêm bằng quang. Ngoài ra sớm cho thuốc chẹn alpha blocker để điều trị các triệu chứng phi đại tuyến liệt, giúp đi tiểu dễ dàng hơn. Các nghiên cứu tí nữa sẽ trình bày sau thì thấy có các nhóm thuốc chẹn alpha thì cũng rất là tốt trong cái việc, vì nó có nhóm chẹn alpha này có hiệu quả sớm, tức là nó tác dụng đến sớm, đường sau khoảng 6 đến 8 tiếng đã bắt đầu có tác dụng trong quá trình dùng thuốc. Ngoài ra có thể xem xét cái đối với bệnh nhân phì đại lành tính tuyến liệt thì xem xét nhóm ức chế 5-ARI để ngăn chặn sự phát triển của tuyến tiền liệt để cải thiện dòng tiểu. Cái này tuy nhiên cái thuốc này phải điều trị rất là lâu dài, ít nhất là phải 6 tháng trở lên thì cái thuốc nhóm 5-ARI mới có hiệu quả trong vấn đề điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Tiếp theo là một biện pháp là điều trị thử với không có ống thông, tức là người ta rút ống sau 3 ngày đặt thông tiểu. Đối với trường hợp phí đạt thông thường là 3 ngày thì người ta sẽ rút ống thông tiểu và điều trị thử không có ống thông và để theo dõi. Theo dõi thì người ta đánh giá như là xem là lượng có đi tiểu được không này, rồi đánh giá xem lượng nước tiểu tồn dư là bao nhiêu dựa trên siêu âm để người ta đo lượng nước tiểu tồn dư trong bàng quang. Rồi một phương pháp điều trị tiếp theo để được xem xét tiếp, với ví dụ như khi mà phương pháp ngoại khoa chẳng hạn, người ta nhất là trong các trường hợp về tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì người ta xem xét phẫu thuật khi mà thất bại với cái điều trị thử không dùng ống thông. Cái điều trị này thất bại lần thứ hai thì có thể xem xét phẫu thuật, gồm có các cái rất là nhiều phương pháp khác nhau. Các cái nhóm thuốc chẹn alpha để hỗ trợ rút thông tiểu sớm cho bệnh nhân bị bí đái cấp lần đầu thì có cái nhóm thuốc là anfulucin hoặc là tamsulucin được hướng dẫn ở trong các cái hiệp hội niệu học, là được hướng dẫn là cái anfulucin hoặc là tamsulucin để cho ngay sớm để bệnh nhân, vì cái thuốc này có tác dụng sớm để giúp giãn mở cổ bằng quang, giúp cải thiện việc tống xuất của cái đường tiểu. Tỷ lệ bệnh nhân đi tiểu thường trở lại sau khi rút ống thông tiểu là khoảng 62%. Cái này nó cao hơn so với giả dược có ý nghĩa thống kê. Và thường là sau có tác dụng sớm, sau 24 giờ đã có tác dụng luôn rồi. Ngoài ra thì người ta thấy anfuzosin giúp giảm nhu cầu phải điều trị phẫu thuật trong vòng 6 tháng sau khi mà dùng biện pháp thử không có ống thông ở bệnh nhân bí tiểu cấp lần đầu. Người ta thấy tỷ lệ cải thiện số bệnh nhân được bảo tồn nhờ điều trị với anfuzosin là 14,2%. Và người ta thấy tỷ lệ cần phải phẫu thuật sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng trong nhóm dùng anfuzosin so với nhóm giả dược thì giảm lần lượt là 61%, 52% và 29%. Cái này đều có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,05. Ngoài ra, người ta thấy cái anfuzosin này có dung nạp là tốt trên lâm sàng. Vì người ta thấy dùng thì tần suất một số biến cố ngoại ý khi sử dụng anfuzosin trong vòng 3 tháng thì như các biến cố như ngày ngật, chóng mặt, sung huyết mũi, yếu ớt thì cũng là tỷ lệ rất là thấp thôi. Đau đầu, mệt mỏi cũng rất là thấp. Các cái bệnh nhân mà dùng thuốc trong vòng 2 năm người ta thấy tỷ lệ ngưng thuốc do các biến cố ngoại ý thì chỉ khoảng 5,7%. Các biến cố ngoại ý phổ biến nhất là các cái chóng mặt chiếm 3,1%. Về việc xem xét can thiệp ngoại khoa thì chủ yếu là đề cập nhiều đến can thiệp ngoại khoa trong trường hợp bí tiểu cấp do tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Một số các cái phương pháp phẫu thuật gồm có các cái can thiệp xâm lấn tối thiểu, ví dụ như đặt stent niệu đạo hoặc là giá đỡ hoặc là nong niệu đạo bằng bóng, hoặc là như ở các bác sĩ ở khoa X quang thì có thể tiến hành là can thiệp bằng gây tắc mạch,
cắt bỏ niệu đạo để cắt bỏ đoạn, cắt đoạn là tức là cắt bỏ nội soi tuyến tiền liệt cũng có thể được tiến hành và làm cái chỉ định khá là nổi tiếng và được coi là tiêu chuẩn vàng trong điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Ngoài ra thì các đối các nguyên nhân khác thì có thể xem xét như mở niệu đạo hoặc là phẫu thuật nâng bàng quang hoặc là phẫu thuật trực tràng và đưa vào vị trí bình thường để giúp cho cải thiện quá trình đi tiểu. Về việc ngăn ngừa bí tiểu cấp thì cần hình thành các cái thói quen đi vệ sinh tốt, như ví dụ như thường xuyên, người ta thấy rằng thường xuyên nhịn tiểu thì có thể làm thoái hóa cơ bàng quang và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu dẫn tới bí tiểu. Và chú ý tần suất đi tiểu, nhận thấy các dấu hiệu của các cái vấn đề bí tiểu như tắc nghẽn đường ra của bàng quang, ví dụ như đái khó, tê yếu, đái phải dặn gắng sức, đái nhỏ giọt. Thì những cái triệu chứng này, triệu chứng tắc nghẽn nặng rồi cần phải đi khám sớm vì cái này nó có nguy cơ cao của việc bí đái. Cần chú ý trong việc dùng thuốc, nhất là nam giới có vấn đề về phì đại lành tính tuyến tiền liệt thì cần xem xét và dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ để hạn chế các cái biến chứng tắc nghẽn đường tiết niệu, ví dụ như bệnh nhân có khó thở chẳng hạn và cần bệnh nhân COPD chẳng hạn, mà trên bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thì hết sức chú ý là khi dùng thuốc giãn phế quản có thể gây ra triệu chứng bí đái cấp. Tập các cái bài cơ, tập cơ sàn chậu để giúp cái sàn chậu nó khỏe hơn và cải thiện chức năng của bàng quang và tốt hơn. Đối với các chế độ ăn uống và lối sống thì cần đầy đủ, bổ sung đầy đủ chất xơ, uống đủ nước, hoạt động thể chất thường xuyên để giúp cái việc tiểu tiện nó được thuận lợi. Về phần kết luận thì bí tiểu cấp là một cái bệnh thường gặp ở nam giới, tỷ lệ tăng dần theo tuổi, xảy ra thường xuyên nhất ở nam giới trên 60 tuổi. Bí tiểu cấp thì thường là biến chứng của tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt. Bí tiểu cấp thì cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Một cái nhóm thuốc chẹn alpha giao cảm là anfuzosin là cái thuốc có tác động chọn lọc trên hệ tiết niệu, hỗ trợ tốt cho việc rút thông tiểu sớm cho bệnh nhân bí tiểu cấp lần đầu, giúp giảm tỷ lệ bệnh nhân yêu cầu phải phẫu thuật phì đại lành tính tuyến tiền liệt trong vòng 6 tháng sau các cái thử nghiệm mà không có đặt ống thông tiểu ở bệnh nhân bí cấp lần đầu. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn tiến sĩ.